Xin kính chào tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các anh, chị và cô chú những lợi ích của củ hành đối với sức khỏe bạn không nên bỏ qua. Ngoài là một loại gia vị quen thuộc trong các bữa ăn, củ hành còn chứa nhiều dưỡng chất và có vô vàn những lợi ích đối với sức khỏe con người. Hành củ tốt cho răng miệng, cải thiện hệ miễn dịch, kiểm soát bệnh tiểu đường. Hành củ từ lâu đã là món gia vị quen thuộc trong các bữa ăn gia đình Việt. Vị cay cay, nồng nồng của hành củ giúp món ăn thơm ngon và hấp dẫn hơn. Không những thế, hành củ còn chứa rất nhiều dưỡng chất và cực kỳ có ích với sức khỏe. Hãy cùng kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe tìm hiểu giá trị dinh dưỡng của hành củ và lợi ích của loại gia vị này nhé. Giá trị dinh dưỡng của hành củ. Hành củ có nhiều ứng dụng y học có giá trị vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất và các hợp chất hữu cơ, bao gồm các hợp chất lưu huỳnh và quercetin. Hành cũng chứa các thành phần khoáng chất như canxi, magie, natri, kali, selen, phốt pho và là một nguồn cung cấp vitamin C, vitamin B6 và chất xơ rất tốt. Công dụng của hành củ đối với sức khỏe. Hành là một nguồn tuyệt vời cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết tối đa cho cơ thể chúng ta. Dưới đây là những lợi ích về sức khỏe có giá trị và nổi tiếng nhất của củ hành. Một, tốt cho sức khỏe răng miệng. Hành thường được sử dụng để ngăn ngừa sâu răng và nhiễm trùng miệng. Nhai hành trong vòng 2-3 phút có thể giúp bạn giết chết tất cả mầm bệnh trong vùng miệng và những nơi xung quanh như cổ họng và môi. 2. Tăng cường hệ miễn dịch. Các chất phytochemicals có hàm lượng đáng kể trong củ hành là chất kích thích cơ thể hấp thu vitamin C. Nhờ vậy, hệ miễn dịch của bạn sẽ được tăng cường khi bạn ăn hành. Có thể bạn sẽ bất ngờ nhưng sự thật là những chất trong hành có thể giúp bạn thúc đẩy hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, chống lại độc tố và các tác nhân ngoại lai khác nhau có thể dẫn đến bệnh tật. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. 3. Điều trị các bệnh về tim. Hành củ có tác dụng như thuốc chống đông máu, còn được gọi là chất làm loãng máu, giúp ngăn ngừa các tế bào hồng cầu hình thành cục. Những khối và cục máu đông này có thể dẫn đến các dạng rối loạn tim mạch hoặc các bệnh tim mạch. 4. Kiểm soát bệnh tiểu đường. Củ hành có chứa crom, là một khoáng chất tương đối khó tìm thấy trong các loại thực phẩm tự nhiên. Crom giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu và đảm bảo sự phóng thích gluco chậm dần đến cơ và tế bào cơ thể. Do đó, ăn hành củ có thể giúp bạn điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều này rất quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường. 5. Có tác dụng như thuốc chống côn trùng. Chắc bạn không lạ lẫm gì với mẹo bôi nước ép hành tây mỗi lần bị ong chích để giảm bớt sưng đau. Bạn biết đấy, nước ép hành tây tươi có thể được sử dụng cho các trường hợp bị các loại côn trùng khác cắn và đốt ngoài da. Mùi hành củ rất đặc biệt nên có thể giúp bạn xua đuổi côn trùng. Đó là lý do tại sao hành củ thường được sử dụng làm chất chống côn trùng và thuốc điều trị côn trùng cắn. 6. Ngăn ngừa mắc bệnh ung thư. Hành củ khá giàu các hợp chất có tác dụng ngăn cản sự phát triển và lan truyền của các tế bào ung thư. Quercetin là một hợp chất rất mạnh mẽ và liên quan đến việc ngăn ngừa hoặc giảm sự lây lan của ung thư. Hành củ có một lượng đáng kể quercetin. Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, có thể làm giảm sự hiện diện và tác động của các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do là các sản phẩm phụ hóa học của quá trình trao đổi chất tế bào và chúng có thể khiến các tế bào khỏe mạnh đột biến thành các tế bào ung thư. Do đó, bất kỳ thực phẩm nào giàu chất chống oxy hóa, có khả năng làm trung hòa các gốc tự do, đều có lợi cho mọi người, vì mỗi người đều dễ bị bệnh tấn công do stress oxy hóa. 7. Giảm đau tai. Một vài giọt nước hành củ thực sự vô cùng có lợi đối với những người bị đau tai dữ dội. Ngoài ra, bạn cũng có thể chữa bệnh ù tai bằng cách thấm nước ép hành tây qua một miếng bông bôi vào tai. 8. Giúp da đẹp hơn. Nước ép hành củ trộn với mật ong hoặc dầu ô liu được coi là cách điều trị tốt nhất để điều trị các triệu chứng hoặc dấu hiệu của tình trạng mụn trứng cá. Hành củ cũng là một trong những loại gia vị có đặc tính chống viêm nhiễm, vì vậy các hợp chất hoạt tính trong củ hành có thể làm giảm chứng đỏ và sưng liên quan đến các bệnh về da như mụn trứng cá. Loại gia vị này cũng giúp làm giảm đau và viêm do các bệnh như bệnh gu và viêm khớp. 9. Điều trị ho. Ngoài những tác dụng trên,
Hành củ còn được sử dụng để điều trị ho bằng cách pha nước ép hành củ với mật ong theo tỷ lệ 1:1:10. Tăng cường ham muốn tình dục, củ hành được cho là chất xúc tác cho cuộc sống tình dục lành mạnh. Bạn có thể dùng 1 muỗng canh nước ép hành củ cùng với 1 muỗng canh nước gừng, dùng 3 lần một ngày để làm tăng ham muốn tình dục. 11. Điều trị chứng thiếu máu. Bạn có thể ăn hành cùng với nước cháo và nước để điều trị chứng thiếu máu vì nó sẽ làm tăng hàm lượng khoáng chất trong cơ thể, đặc biệt là sắt, là một phần quan trọng trong việc tạo ra các tế bào hồng cầu mới. Do đó, thiếu máu, hay còn được gọi là thiếu chất sắt, có thể được ngăn ngừa bằng cách bổ sung một lượng hợp chất hành trong chế độ ăn uống của bạn. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. 12. Giảm đau dạ dày. Hành có tính chống viêm và kháng khuẩn, giúp giảm đau bụng và các hội chứng dạ dày liên quan khác. Điều này là do hành có chứa chất saponin có khả năng chống co thắt để đảm bảo rằng những rối loạn dạ dày không tiếp tục và ruột hoạt động bình thường và thông suốt. 13. Điều trị chứng rối loạn nước tiểu. Đối với những người bị cảm giác nóng rát khi đi tiểu, củ hành có thể là cứu cánh rất hữu ích. Nếu bị bệnh này, bạn nên uống 6-7 giây hành pha với nước đun sôi mỗi ngày. Theo tiếp theo, hành củ từ lâu đã được sử dụng để điều trị các bệnh khác nhau của con người như khối u, ho dai dẳng và cảm lạnh. Các bác sĩ y khoa xem loại cây này là một phương thuốc chữa bệnh hoàn hảo để giảm bớt các rối loạn chuyển hóa và hội chứng bệnh. Tiếp theo tuyên bố thêm rằng tiêu thụ hành củ thậm chí còn có thể giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày và ung thư vú. Không ngờ loại gia vị mà nhà nhà người người đều biết và sử dụng hàng ngày lại có quá nhiều lợi ích đến như vậy. Còn lý do gì mà không thêm hành củ vào các món ăn để có sức khỏe tốt hơn chứ? Củ hành tím có tác dụng gì? Củ hành tây tím có tác dụng gì chắc hẳn là thắc mắc của nhiều người, bởi đây là loại gia vị rất quen thuộc trong mỗi gia đình. Trong hành tím có chứa các thành phần dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như điều trị huyết áp cao, tăng tiết sữa mẹ, giảm rụng tóc. Vì vậy, chế biến hành tím cho phù hợp với mục đích sử dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. 1. Đặc điểm và giá trị dinh dưỡng của hành tây tím. Hành tím có tên khoa học là Allium Ascalonis, hiện nay chúng được trồng trên khắp thế giới. Hành tím là loại cây thân thảo, có củ to tròn, vỏ bên ngoài màu tím đậm. Hành tím thường được chế biến để ăn sống trong món salad, bánh mì hay món nướng. Lưu ý, khi ăn hành tím, không lột bỏ quá nhiều lớp vỏ tím, vì trong lớp vỏ này có chứa đến 75% chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe. Về giá trị dinh dưỡng, theo nhiều nghiên cứu thì trong hành tây tím có chứa nhiều dưỡng chất và hàm lượng cũng cao hơn so với hành tây trắng. Hành tây tím có chứa chất chống oxy hóa với hàm lượng từ 415 đến 1917 mg, hành trắng chỉ có 270 đến 1187 mg. Hành tím cũng có chứa hàm lượng vitamin C cao, biotin, geranium, canxi, vitamin B6, acid folic, lưu huỳnh và chất xơ rất tốt cho sức khỏe. Những dưỡng chất này đều mang lại lợi ích cho cơ thể, mỗi thành phần có công dụng riêng. 2. Củ hành tây tím có tác dụng gì? Củ hành tây tím có tác dụng gì chắc hẳn là thắc mắc của nhiều người, bởi đây là loại gia vị rất quen thuộc. Phòng ngừa ung thư. Theo nhiều nghiên cứu, chất chống oxy hóa và các chất hóa học thực vật như disulfide, disulfide, citin và quercetin có trong hành tím được chứng minh là giảm viêm, điều trị và phòng ngừa ung thư. Ngoài ra, nếu như ăn hành tím đều đặn còn giúp cải thiện các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, ăn không ngon miệng, rối loạn dạ dày, đại trực tràng và túi mật. Điều trị thiếu máu. Hành tím có chứa hàm lượng chất sắt khá cao, có tác dụng giúp điều trị bệnh thiếu máu. Mỗi ngày, bạn nên ăn một củ hành tím để tăng cường hàm lượng chất sắt cho cơ thể. Ngoài ra, hành tím còn chứa geranium, một chất có tác dụng làm giảm nồng độ insulin trong máu, cải thiện đáng kể lượng gluco, giúp hạn chế lượng đường được hấp thu vào cơ thể. Bảo vệ sức khỏe cho tim mạch, khi ăn hành tím sẽ giúp giảm cholesterol và triglycerides. Bên cạnh đó, hợp chất lưu huỳnh có trong củ hành tây tím cũng có tác dụng chống máu vón cục. Quercetin trong hành tím làm nhiệm vụ ngăn ngừa xơ cứng động mạch bằng cách loại bỏ các mảng bám, từ đó giảm thiểu được nguy cơ đau tim. Cải thiện các vấn đề về hô hấp,
Tác dụng kháng viêm của hành tím sẽ giúp nới lỏng các cơ của đường hô hấp và làm giảm triệu chứng của bệnh hen suyễn cùng với viêm phế quản. Không những vậy, nó cũng rất hiệu quả trong việc điều trị và ngăn ngừa bệnh về đường hô hấp như ho, hắt hơi, cảm lạnh, cúm và chảy nước mũi. Kháng viêm và diệt khuẩn, để lùi bệnh tật do độc tố trong thực phẩm gây ra, trong hành tây tím chứa các chất có tác dụng kháng khuẩn, loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể. Từ đó, giúp điều trị các bệnh do độc tố của thực phẩm gây nên, tiêu diệt các loại vi khuẩn lây nhiễm như vi khuẩn E. coli, vi khuẩn Salmonella. Ngoài ra, các chất hóa học thực vật trong hành tím còn giúp làm giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, bảo vệ hệ tiêu hóa, chống táo bón. Nguồn chất xơ dồi dào trong hành tím có tác dụng rất hữu hiệu và thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong ruột, chống táo bón rất tốt. Vậy nên, hãy ăn một củ hành mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện được tình trạng táo bón, tăng tiết sữa mẹ. Việc ăn hành tím sẽ giúp cho lượng sữa của người mẹ đang cho con bú tiết ra nhiều hơn. Trước khi ăn, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn cách ăn phù hợp. Điều trị huyết áp cao, trong hành tím có lượng calo thấp, lượng kali khá cao nhưng lại ít natri và không chứa chất béo. Sự tác động giữa kali và natri sẽ giúp điều chỉnh huyết áp ở người cao tuổi. Hành tím cũng giúp tăng sự độ đàn hồi của mạch máu và có tác dụng hiệu quả trong việc làm giảm huyết áp. Đây chính là một cách làm giảm huyết áp tự nhiên. Pha loãng máu, trong hành tím rất giàu flavonoid, một chất chuyển hóa trung gian, có tác dụng làm loãng máu, hòa tan máu đông, đồng thời giúp thanh lọc máu, lọc các chất béo không lành mạnh, điều trị triệu chứng của bệnh lao. Theo như các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hành tím có tính sát trùng và đặc tính kháng khuẩn cao. Vậy nên, nó có thể làm bất hoạt vi khuẩn gây bệnh lao. Nên ăn hành cùng muối để mang lại hiệu quả cao hơn. Chữa mụn nhọt, được biết, tinh chất trong hành tây tím có tác dụng làm giảm mụn trứng cá, vết thâm mụn, khá hiệu quả. Đối với mụn gốc, hành tím cũng giúp mụn xẹp xuống rồi biến mất, làm giảm rụng tóc. Theo một nghiên cứu, việc bôi nước ép hành tây lên trên da đầu với tần suất 2 lần một tuần trong vòng 2 tháng sẽ cải thiện được tình trạng gãy rụng, giúp cho tóc mọc nhanh trở lại. Đây là biện pháp rất dễ thực hiện, chi phí lại thấp mà đem lại hiệu quả bất ngờ. Hành tím quả thực là một loại thực phẩm rất đáng để sử dụng bởi những tác dụng tuyệt vời mà nó đem lại cho sức khỏe con người vô cùng lớn. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay. Và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Lợi ích tuyệt vời của hành tím. Hành tím chứa nhiều dưỡng chất như vitamin C, vitamin B6, biotin, axit folic, chromium, canxi và chất xơ tốt cho sức khỏe, cải thiện sức khỏe tim mạch. Ăn hành tím giúp giảm cholesterol và triglyceride. Hợp chất lưu huỳnh trong củ hành có tác dụng chống máu vón cục. Quercetin ngăn ngừa sơ cứng động mạch bằng cách loại bỏ hình thành mảng bám và làm giảm nguy cơ đau tim, điều trị các vấn đề về hô hấp. Hoạt động kháng viêm của hành tím giúp nới lỏng các cơ đường hô hấp và làm giảm hen suyễn cùng viêm phế quản. Nó cũng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ho, cảm lạnh, cúm, hắt hơi và chảy nước mũi, đẩy lùi bệnh tật do thực phẩm. Tác dụng kháng khuẩn của hành tím giúp điều trị bệnh do thực phẩm gây ra từ việc nhiễm vi khuẩn. Các chất hóa học thực vật có trong hành tím làm giảm nguy cơ loét dạ dày. Nguồn chất xơ dồi dào trong hành tím chữa bệnh táo bón hữu hiệu và thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong ruột. Ăn một củ hành mỗi ngày sẽ tránh táo bón, cải thiện triệu chứng lao. Hành tím có tính sát trùng cũng như sở hữu đặc tính kháng khuẩn. Nó có thể làm vô hiệu hóa vi khuẩn gây bệnh lao. Ăn hành cùng muối đem lại hiệu quả cao hơn, tăng tiết sữa mẹ. Ăn hành tươi có tác dụng tăng lượng sữa ở người mẹ đang cho con bú. Cần tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để biết cách ăn cho phù hợp, kiểm soát huyết áp. Hành tím có lượng calo thấp, ít natri và không chứa chất béo. Ăn hành giúp tăng độ đàn hồi của mạch máu và có hiệu quả trong việc làm giảm huyết áp. Ăn một củ hành tím mỗi ngày giúp giải độc cơ thể, đồng thời giúp thanh lọc máu, giúp chống ung thư. Các chất hóa học thực vật disulfide, trisulfide, citin và quercetin trong hành tím có tác dụng làm giảm viêm, ngừa ung thư. Hành tím còn giúp cải thiện các vấn đề về tiêu hóa bao gồm ăn mất ngon, khó tiêu, rối loạn dạ dày và túi mật. Hàm lượng chất sắt cao trong hành tím giúp điều trị thiếu máu.
ăn một củ hành tím mỗi ngày giúp bổ sung đủ lượng chất sắt cho cơ thể. Hành tím cũng giúp cải thiện đáng kể lượng đường trong máu, đồng thời hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe, hãy nhấn đăng ký kênh ngay và thường xuyên theo dõi các video tại kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe này để có được nhiều kiến thức có ích về dinh dưỡng và sức khỏe sống tốt nhé. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu nhiều hơn về tác dụng cũng như những thông tin khác của khoai tây khoai lang. Đây là thức ăn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng bổ sung vào thực đơn ăn uống mỗi tuần nhé. Trên đây là những kiến thức được kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe chia sẻ. Mong rằng sẽ giúp anh, chị, bạn bè, cô chú, bác coi để nâng cao kiến thức. Hãy nhấn đăng ký kênh, bấm nút like, share chia sẻ kênh Thức ăn dinh dưỡng sống khỏe để nhiều người biết được các kiến thức này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị cô chú đã theo dõi nhé. Nhờ cô chú anh chị bấm đăng ký kênh Dùng Để UNG hộ em nhé.